nhà còn 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 ấy, vô lấy giùm chị cái chai nước sữa đậu bắp qua. Rồi vô lại giùm em nha mọi người ơi. Cái sữa bắp thì lấy cái khác em. Rồi vô lại giùm em nha cả nhà ơi, chia sẻ lại giùm em nè. Xe đen ra mặt em đang xả 109.000 đó, hết rồi. Đang nhức đầu quá mọi người ơi. Ê, cái set Mai Phương Gùi mà ngố áo và cái quần màu cam uống suông dài còn không ta? Set chị mặc đang sale 109 à? Còn set Mai Phương Bùi ấy, quần thì màu cam mà áo thì áo suông màu vàng á, à, màu trắng á, áo phông rộng màu trắng á, còn ấy set nó đẹp, nhiều người hỏi lắm luôn, mà không biết còn còn có mấy set đây ta. Set mặc là em đang sale cho mọi người là 109, 139 mà xem 109. Nên ai lấy thì mọi người lấy, em còn có mấy set à? Comment giúp em nhá, Linh Linh. Cái này là em hết hàng rồi, cái này là hàng chuẩn Quảng Châu luôn. Đây là sale cho mọi người là sale lỗ á mọi người ơi. Cái em mặc là màu hồng và cái này là màu đen. Màu đen nó chỉ khác là cái viền đen thôi, còn cái quần nó giống nhau nha. Ai lấy thì ghi lên là set 109. Cái này là sale rẻ nhất luôn mọi người, trong khi hàng người ta đang hot rần rần đó. Cái set cầu vồng người ta đang hot lắm. Set cầu vồng này đang cực kỳ hot luôn. Ai lấy ghi cho em 109. Kèm màu giùm em, màu đang mặc. Nè nè, đừng có bỏ đó, bỏ lên trên đi, bỏ nó vứt đồ xuống là ngay đồ luôn ấy. Nước nôi không có bỏ xuống ở dưới chỗ nền. Chia sẻ giùm em đi cả nhà ơi, chia sẻ đi em lên nha nè. Thích cái gì em lên chiều cái đó đi. Mấy chị muốn em chiều, mấy chị dễ thì mấy chị cũng chiều em, dễ dễ chia sẻ bài giùm em đi. Trong khi mọi người chia sẻ mà cái gì mọi người cũng hỏi, cái gì mọi người cũng đòi hỏi hết là em không có động lực mà like luôn, nó thiệt đó mọi người. Tại vì mọi người đòi hỏi nhiều, mọi người không có chia sẻ, không có tương tác gì hết. Like thì muốn like hàng rẻ, vừa rẻ vừa đẹp, vừa túi tiền mà em không có được cái gì hết á. Mọi người ráng tương tác chia sẻ giùm em đi, cho nó dễ, có qua thì có lại, nó vậy thôi mọi người. Nên ráng kéo tương tác giùm em nha. Rồi comment giúp em là màu. Cái này là hàng siêu xịn cho mọi người nha. Comment giúp em là màu, hai màu giùm em. Đưa set sale lẻ mẫu đi em ơi. Hồng với đen của Quỳnh Như. Lê Thảo lên cho em cái địa chỉ nha mọi người ơi. Lê Thảo lên địa chỉ, chốt hàng cho em số điện thoại địa chỉ kèm mã chốt một dòng. Chốt kèm số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Rồi mẫu này giùm em set gấm. Hàng này hàng trong năm lận. Em xem mọi người 79.000. Có set gấm duy nhất à. Set gấm màu đen 79.000, 55-56kg đồ lại vừa nha. Set gấm hàng cao cấp hàng 185 lận đó, sale 79.000. Comment giúp em là set gấm 79. Cái này set yếm nhập ly này, set hai dây nhập ly dài á. Này em có like với chị màu ngắn á, nhớ không? Cái này là có cái dài. Sale mọi người 125.000 luôn. Comment giúp em nhá, 125. Dập ly dài 125 giùm em. Cái này có set là mọi người ơi. Gấm của Lương Thị Ngọc Linh. Chị Lê Thảo là màu hồng đang mặc. Rồi cái này comment giúp em dập ly hồng. Nên gấm em hết rồi mấy chị ơi. Đầm baby doll sale à, 85.000. Có một cái này. Đầm baby doll sale 85. Baby doll sale 85.000 giúp em nhá. Set 125 là set nào của Linh này. Cảm ơn Yến nha. Trời ơi thương quá. Rồi comment giúp em. Yến chia sẻ phát thấy lên luôn. Set đang mặc em sale 109 mọi người ơi. Set đang mặc em sale còn 109. Set đang mặc hot lắm luôn đó. Em có thể bán cả mấy ngàn luôn rồi mọi người. Dập ly đó còn set nào không? Này chị thấy em vô là hết hả? Dạ. Set gì hồng dồn vậy?
cái gì hồng rồi mấy chị chụp ly hồng hết rồi. Rồi đầm 85.000 baby doll. Rồi bà nào mà cũng thương tôi được như bà Hải Yến thì nói làm gì nữa. Baby doll của Trần Hân, set cổ vuông, set chân váy em sale 99.000. Cái này là cổ vuông á mọi người, chân váy kèm với áo cổ vuông, chân váy bút chì á. Rồi 99k, comment giúp em 99k giùm em. Đầm này 185.000 em sale 99.000 luôn. Dập ly hồng em hết rồi nè. 99.000 đầm xanh, comment giúp em là đầm xanh 99k giùm em nha mọi người nhá. Xanh 99k. Bà nào cũng vô mà like mà người chia sẻ vài ba chục nhóm mình nói mình gì nữa mọi người. Toàn là mấy bà lười chia sẻ, xanh lúc nào cũng muốn để ý nha. Mấy cái bà chuyên gia đòi hỏi là không bao giờ chia sẻ bài luôn, tôi thề luôn á. Chị ơi cứ lên cái này lên cái kia chỉ biết hỏi thôi à. Set 99 là cái nào? Set 99 của Giang Còi. Đầm 99 của chị Thanh Thúy. Rồi cái này ghi giùm em nha. Ghi giùm em là set giả giùm em sale 115. Set giả sale 115 có set duy nhất à. Set giả 115 má ở cái quần caro là thấy là xỉu luôn đó mọi người. Set giả. Comment giúp em là set giả giùm em nha. Áo 85.000 còn có một cái à. Áo trắng 85k. Comment giúp em là áo trắng 85k giùm em nha mọi người. Trắng 85 nha mọi người nha. Ai lấy áo trắng comment giúp em là áo trắng. Cho chị đập baby doll trên kia đi em. Đầm em đang mặc. Cái set dập ly này là lúc xưa em bán cho mọi người rồi mà. Rồi xíu đi em cầm cái này chị trước đi. Đây em đi mặc cho mọi người một set này. Nãy giờ hỏi hoài luôn ấy. Đây nha. Em mặc cho một lần thôi tại còn còn có mấy set à. Này mặc cho lần cho mọi người á. Ai chốt thì chốt này. Nè mọi người xịn thấy xịn không? Mà tiền nào nó đi với cổ đó, nó không có sai đâu mọi người ơi. Có 139.000 là quần giống như bằng nhung luôn á, chứ không phải là hàng rẻ đâu mọi người. Xịn không? Má ơi nó sang. Cái phông áo này. Rồi comment giúp em là màu nhá. Màu em mặc là màu trắng. Màu trắng. Cái này là màu đen. Má ơi nè. Có 139.000 thôi mà xịn cổ đó luôn á. Rồi cái này là màu vàng giùm em. Cái này là màu xám ghi. Má ơi nó sang. Màu xám ghi. Màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển. Màu xanh min. Em mặc cái mẫu này em nói thật với mọi người, nhìn nó sang cái người lắm luôn. Nó với màu hồng. Với màu hồng giùm em nha. Comment với em là màu. Má những cái set sang không mọi người. Sang bậy luôn á. Em nói thật luôn á nè. Đồ mà cái quần chập ly không đã thấy nó xịn cỡ đó luôn rồi á. Nè. Áo này ở dưới là xòe nhá. Xòe vừa đủ thôi mọi người ơi. Comment giúp em là màu. Xinh ha. Nè. Sang ơi là sang luôn. Đó. Hỏi cho cố vô nè. Chị ơi. Cứ chị ơi. Cái gì treo ở trên á. Cái gì chập ly treo ở trên hoa 2 giây á chị. Cho em coi đi. Chuyên gia hỏi luôn á. Mà thường thường hỏi là toàn bày ra việc thì làm thôi đó. Rồi comment giúp em ai lấy thì ghi giùm em. Bởi vậy em không muốn treo đồ đằng sau là vậy mọi người. Làm em like, đang like bị phân tâm mà cứ đòi qua bằng được cái mẫu coi đằng sau. Rồi chuyên gia coi rồi im luôn á. Nó vậy á. Em xưa nay em like 8, 6 năm rồi, 7 năm rồi, gần 8 năm rồi đó. Và chuyên gia là vậy luôn đó mọi người. Cứ đang like mẫu này là đòi được cái qua mẫu đó, đòi qua mẫu đó khách im ru à. Nó vậy á, tức ở chỗ đó. Đang like bình thường không cho like đâu. 139.000. Đen của Sumin. Hết chưa? Kiểm tra hết chưa? Rồi hết đen nha, vút đen qua đi. 139.000 chị. Xe cái ghế qua đây. Đá cái ghế qua đây.
cho em xem ống rộng màu xanh đi chị, để em mua coi lại cho kịp. Đây em vô lại màu này. Cái này là màu màu trắng. Cái này là màu hồng ruốc. Màu hồng ruốc. Cái này là màu vàng giùm em. Màu vàng nha cả nhà, đẹp quá mọi người ơi. Thiệt á. Rồi cái này là màu xám xanh, xám ghi á. Mọi người comment giúp em là xám ghi là được. Cái này là màu xanh nước biển. Xanh nước biển nha mọi người nhá. Rồi cái này là màu xanh min. À, nó đẹp kinh khủng khiếp luôn á. Xét hết rồi chị ơi. Hết rồi. Nói chung là hàng dập ly của em về mẫu nào là hết sạch mẫu đó. Nó không còn hàng. Hàng này là hàng mới á. Hàng mới vào lúc trưa like còn có mấy set à. Mỗi màu đâu có 1 set. Rồi cái này là màu xanh min này mọi người. Màu em là mọi người comment giúp em là màu trắng nha. Lúc em đọc màu đỏ mọi người comment giúp em là màu trắng đi. À, nó sang kinh khủng luôn đó mọi người. Sang không? À, nhìn nó sang người lắm luôn á. Quỳnh Như Trần lên địa chỉ giùm em. Quỳnh Như Trần lên địa chỉ. Rồi vô lại màu một lần nữa nha. Là đừng có hỏi em lại một lần nào nữa nha mọi người. Rồi cái này là màu xanh. Xanh nước biển của Hoài Nguyễn. Hôm nay chị. Cái này là màu hồng ruốc giùm em. Cái này là màu xanh min này. Rồi màu vàng nha mọi người nhá. Màu vàng. Cái này là màu xanh xám ghi chứ, màu xám ghi. Màu xanh nước biển. Má đẹp xỉu luôn đó trời. Comment giúp em là màu nhá. Quỳnh Như Trần là màu xanh min. 140.000 đó mọi người ơi. Rồi comment giúp em là màu. Màu số điện thoại địa chỉ giùm em. Đó, ai lấy màu nào nữa thì ghi giùm em nha. Màu nha mọi người. Set siêu đỉnh. Rồi ai lấy màu nào nữa thì ghi giùm em màu đó. Không, lên hàng lẻ đi. Xem hàng lẻ mẫu cho mọi người nhé. À đưa cái set, set cái đầm dập ly yếm á. Đây nè. Cái này là yếm hay là hai dây vậy? Cái này là yếm. 140. Rồi cái này là yếm nha mọi người nhé. Yếm. Á à, ơi, đẹp quá. Dài dùm chị hết đi. Yếm này 135. Cái này comment giúp em là yếm nha. Ai nhận cái yếm này rồi là biết. À mà chưa ai nhận được hàng vừa đi hôm qua. Má yếm xịt như thế này. 135 comment giúp em là yếm. Đây 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 rồi em ơi. Lấy gì cái đó không? Yếm giùm em. Yếm 135. Yếm thì khỏi bàn đi mọi người. Thiệt á. Ai mà cầm được cái yếm này trên tay chắc không nghĩ giá này luôn á. Cái này là màu à, đẹp quá. Màu trắng. Màu đỏ giùm em. Màu đỏ. Yếm kèm màu giùm em màu đỏ bờ ra. Cái này có phải yếm không? Rồi cái này là màu xanh. Hát kinh khủng là đó thiệt á. Cầm cái đầm trên tay mà có 135.000. Nó cảm giác nó rẻ mà rẻ mạt luôn đó mọi người. Cái này là màu hồng giùm em. Và màu cam nha. Comment giúp em là màu. Má ơi nó đẹp quá. Cái này là màu cam. Trời ơi mọi người nhìn nè. Comment giúp em là màu nha mọi người nhá. Em sẽ đi mặc cho mọi người một màu. Mặc mọi người cho màu cam cho chị đây. Thọt cái tay đi. Thọt cái tay vô trong chữ thị nè. Em sẽ mỗi mặc cho mọi người coi một cái yếm. Sao mọi người sẽ nhìn ra được cái form của nó rất là xịn sò luôn. Em 2 giây. Đẹp, yếm hồng của chị Tố Khuyên. Mắt sang lắm luôn đó mấy chị. Thiệt ấy. Đỉnh lắm luôn đó mọi người ơi. Em không có BR nhiều mấy cái mẫu này đâu. Tại mấy cái mẫu này em bán nó quanh năm suốt tháng luôn đó. Tại vì nó gần lễ mọi người. Nó rung người luôn đó mọi người. Đẹp lắm. Đẹp xuất sắc chứ không phải là đẹp vừa đâu mọi người. Xinh không? Dễ thương không? Cái này là màu màu cam nha mọi người nhá. Má màu hồng này. Yếm xanh lá của Su Su. Set dập ly hồng của Kiều Phạm.
Rồi em còn một yếm hồng, một yếm cam, mỗi màu có 1 cái, 2 cái à, tại em bán qua rồi mọi người. Màu cam của chị Đặng Mai. Cái này là xanh coban này, háo cái xanh coban này mọi người, trời ơi. Trời, mấy chị thấy không? Hai lớp từ tít trừ tên xuống dưới luôn đó mấy chị. Chị Tố Quyên có yếm hồng chưa? Có rồi, có rồi. Hồng của Ngọc Linh. Rồi hết hồng luôn. Hết hồng rồi Thu Hà ơi. Còn màu đỏ, màu trắng với màu xanh, xanh coban. Chị Thanh Thúy là cam, xanh coban với hết xanh lá nha chị. Còn xanh, còn cam với xanh coban thôi. Còn cái màu đen nữa này. Các cái yếm này đẹp quá ha. Các cái yếm nó xịn quá, từ xịn luôn, nó thật đó mọi người. Á ôi, nó đỉnh lắm luôn đó. Màu trắng, cam của Hồng Nhung Bưng Kè. Thì có ngày mấy chị sẽ gặp em mặc cái yếm này đủ màu đi khắp Bưng Kè. Em thích những cái mẫu này lắm mọi người. Tính như em thích mặc đầm mà dài dài á, nó sang lắm. Nó không thấy được chiều lùn của em lùn lắm mọi người. Em có 1m58 à. Rồi cái này là màu màu vàng hết rồi đó mấy chị. Hết hồng rồi Vi ơi. Còn đủ màu trên tay rồi hết. Em đi mặc cho mọi người coi cái màu màu đỏ đô nhá. Màu đỏ đô đỉnh quá mọi người ơi. Em sẽ đi mặc đủ màu với đối với cái đầm này. Em hứa với mấy chị luôn. Còn có 1 cái em cũng mặc luôn. Tại vì quá đẹp luôn á. Trắng như Vi tường. Là bán 135 nhưng mà em rất là thích cái mẫu này luôn mọi người. Cam của Thu Hà. Mấy chị thấy cái màu đỏ không? Ý như là quý bà luôn đó mọi người. Nó sang cỡ vậy luôn. Màu đỏ. Nó sang quá. Trời ơi. Mà em nói thật đó mọi người nha, nó bao dễ mặc luôn á, thiệt. Chị Tường Vi có rồi. Nó bao dễ mặc luôn á. Bầu hay không bầu hay như thế nào, mập hay không mập đều mặc vừa hết. 70-100kg cũng vô nha mọi người. Cái này màu cam này mọi người, nhìn cái chập ly của nó này, xịn không? Cái này là màu cam nha mọi người, màu đỏ đô này. Khá là màu đỏ đô mặc giống quý bà quá mấy bà ơi. Nó sang vậy luôn á. Này màu xanh này. Nó sang bệnh luôn á mọi người. Này ai lấy 1 cái là hối hận. Màu vàng. Mỗi màu này là chỉ còn có 1 cái thôi. Được màu đỏ có 2 cái. Với lại màu màu xanh còn 2 cái còn lại là hết rồi đó. Còn màu có 1 cái thôi. Màu đen. Màu đen với màu trắng giùm em. Nó 2-3 lớp lận mấy chị. Nên không có lo là ừ nó có mỏng hay không nhá. Nó bằng von nhưng mà von 2 lớp này. Von 2 lớp lận đó mọi người. Thấy không? Xịn lắm. Comment giúp em là màu nha. Đó. Siêu xuất sắc chưa? Má tông màu nhìn đã ha mọi người ha. Nhìn tông màu mê hồn chứ mọi người. Cái này là nó dễ mặc ở đồ chỗ. Là ví dụ như mà mấy chị có đi tiệc mấy chị mặc cũng được. Đó, hoặc là mấy chị ví dụ như mà mấy chị đi biển mấy chị mặc cũng rất là cưng luôn. Đi biển chụp hình là thôi luôn, auto sinh luôn mọi người. Rồi comment giúp em là màu nha. Màu kèm theo số điện thoại địa chỉ. Comment giúp em là màu nha mọi người ơi. Đưa chị cái đầm đi cái đi. Xem. Nó xinh quá. Ai lấy thì ghi dùm em là màu. Cái đầm kia kìa, có 2 cái kìa. Rồi đầm này em sale cho mọi người 99k, có 2 cái à. Đầm baby doll màu xanh đen, màu hồng có đúng 2 cái duy nhất thôi. Xanh đen với hồng 99k, má ơi nó đẹp kinh khủng luôn á. Xanh đen với hồng có 2 cái thôi nha mọi người. Hết rồi đúng không? Đã hết sạch rồi đúng không? Xanh đen với hồng dùm em, đầm baby doll mọi người. Đầm này đẹp lắm. Vàng của Diễm Huyền. Rồi hết vàng. À còn vàng. Rồi đầm baby doll sale 99.000 nhưng mà cho mọi người nha. Màu giúp em. Màu này giúp em là màu màu hồng với lại là màu đen, xanh đen, nó phải màu đen đâu. 99k nha mọi người. Ai lấy thì ghi dùm em là đầm kèm màu. Chị Thúy 2 cái luôn. Hai cái đầm này rẻ quá. Xeo lỗ. Rồi set ngủ xeo lỗ 85.000. Set ngủ xeo 85. Set ngủ xeo 85.000 luôn nha. Hết rồi có 1 cái mọi người ơi. Chị Thúy có rồi. Set ngủ 85.000.
ai lấy thì ghi dùm em set ngủ, set lỗ 85 luôn. Rồi set loang, má ơi, 119.000, cái này là siêu phẩm đó mọi người. Loang 119.000. Comment giúp em là set loang 119. Linh Linh là set ngủ. Rồi comment giúp em là set loang 119k. Mắc cưng quá. Áo tay dài còn set cho Linh hết lâu rồi. Rồi comment giúp em nhá, set loang 119k. Đầm đang mặc màu đen của đầm Thu Trang, set loang của chị Thúy. Không không, chị Trần Thanh Thúy khách quen mà. Chắc không, có hôm qua có một cái hả? 3-4 cái rồi đó hả? Chị Thúy hôm qua sao có đơn quá trời đơn mà không nghe máy vậy? Ủa, khách quen mà. Còn có cái đó nữa đúng không? Dồn với bà cho bà đi, ghim vô cho bà đi, bà đi đi. Còn mấy cái? Còn mớ đó luôn đó hả? Bỏ vô cho chị một mã đi, cột chung đi. Hồi sáng có gọi lại mà, có gọi chị mà. Thế gọi rồi người ta lại bỏ hàng đó. Ủa cái gì vậy? Được cái đầm không? Đầm bí á. Rồi đầm này bao nhiêu? Chốt đơn rồi, trời ơi mấy đứa này nó bị gì tao ơi, sáng chốt đơn cho bà rồi mà. Chốt đơn cho chị rồi nói gì vậy? Tao lao với đao nữa rồi đó. Mấy đứa bay toàn tao để bị chửi oan trên like mấy lần luôn rồi đó, chứ không phải một lần đâu. Không, em mà biết chị là em không ấy, tại vì chị khách quen mà em biết mà. Em qua mẫu nha. Cái gì cũng nói không biết hết á. Tới khi lên like toàn bị chửi oan không á. Xách cái mặt tao lên like toàn bị chửi oan không á. Nói oan cho người ta nhiều lắm luôn là bị tụi bay á. Ăn thì cái gì cũng không biết hết á. Thấy chửi một lần này phải bác điện thoại xin lỗi chưa? Sáng số điện thoại nào gọi gì vậy? Để em làm việc với mấy đứa này coi. Sáng số điện thoại nào gọi vậy? Em gọi mà giờ em không nhớ. Người ta kêu gọi điện rồi, chốt rồi. Nói cái gì vậy? Người ta nói trên live vậy á. Đầm đang mặc màu xanh. Ủa đầm chị đang mặc này có màu xanh hả? Xanh của chị Hương Ngô. Rồi cái đầm bí, cái này là hàng chuẩn xịn, hàng 300 mấy luôn đó mọi người. Cái này là chuẩn xịn hàng khác, cái đầm này đẹp quá. Cái này là hàng xịn 300 mấy luôn đó mọi người. Màu giúp em nha mọi người, những cái mạc này này. Riêng cái mạc này là không bao giờ dưới 300.000 hết á. Mạc này hàng của em là chuyên về hàng xuất hết đó mọi người. Nè, Quảng Châu 100% nha. 115.000 giúp em nha mọi người. Cái này vải mắc lắm luôn á. Phải rẻ đâu. Này, siêu xịn luôn. Màu vàng, màu xanh min với lại là màu hồng. Vàng xanh min với hồng cột lại đi em ơi. Mấy cái size mã cột lại chung một cái đi. Cứ cột chung một cái cho nó chắc. Rồi cái này là xanh min hồng với cái này đầm bí nha mọi người. Yên tâm rằng nó rất là dài chứ không phải nó ngắn nha. Gần tới đầu gối là đó. Mặc rất là cưng luôn. Cái mẫu này là em nói mọi người bao cưng xịn sò luôn nha mọi người. Comment giúp em là màu nha mọi người nhá. Đầm bí kèm màu giùm em. Mắc cưng quá mọi người ơi. Màu xanh, màu vàng với lại là màu hồng. Xanh, vàng, hồng giùm em. Mắc cưng có màu vàng này.
Cái này là đầm bí nó đang hot này. Cho mấy chị nhìn cái hàng bí của nhà nó xịn chưa? Nó may xịn sò như vậy á, chứ không phải là hàng rẻ đâu. Ok chị Hương Ngô có rồi á. Màu giúp em nhá, 115.000. Xịn sò không? Có 115 thôi đó mấy chị. Trời ơi mấy chị ơi, những cái chị nào mà có bầu á, trời ơi mặc chắc cưng chết luôn đó mọi người nè. Cái bầu mặc lên nó không bị hách, tại vì mọi người biết sao không, nó là bí chun ở dưới luôn rồi. Nhưng mà chun này là co giãn nè, đó. Chứ không phải là đi là khó chịu đâu mọi người. Chun nhưng mà nó đi rất là dễ đi. Nó là bí chứ không phải là chun ở dưới nha mọi người nhá. Cái này là bí á, chứ nó không phải làm chun đâu nè. Cho mấy chị khi mà em mặc mọi người cứ tưởng là đi lại khó khăn, nhưng không phải nha. Nè em có thể giạt sang cho mọi người, thoải mái lắm. Nó không phải là chun mà nó là dạng bí. Nên sợ là khi em mặc lên mấy chị cứ tưởng là nó ở dưới nó bí khó đi lại, mà rất là dễ đi luôn. Dễ thương lắm. Nè, comment giúp em là màu, hai màu, ba màu. Nè, bé đó nói đơn chỉ trên 500.000 rồi kêu chị cọc cạp. Chị bảo là chị khách quen, sợ. Em sợ hả, hôm bữa mới nhận cục 700 rồi em nói khách quen vậy chị khỏi cọc. Em lúc sáng em là người gọi luôn á. Chị mới nói là Trần Thanh Thúy. Trần Thanh Thúy là em hỏi là ủa chị phải cọc cạc đơn trên 500.000 đây. Chị mới đứng ở đây chị ngắt đầu với em là không phải. Tí rồi là chửi lộn người ta luôn đó, thấy không? Bởi vậy tao bị chửi, bị khách chửi khách oan mấy lần là vì tụi bay hết á. Hỏi tới là em không biết em không gọi tới cái đó. Người khách người ta có người ta mới nói, chứ người ta cũng chả biết nói xạo đâu. Rồi comment giúp em là màu nha. Bởi vậy ăn rồi vác, còn mặt chủ bị chửi trên live không à. Đi chửi chửi oan khách nữa chứ, tin nhân viên đó mọi người. Mấy lần em bị chửi oan khách, khách người ta chửi em trên live luôn rồi đó. Mà may chị Thanh Thúy là em biết là khách quen xưa giờ. Đầm bí xanh của Phương Thúy. Dập ly màu xanh còn không ta, chị Thủy Đinh. Làm cái gì cũng phải chắc chắn chứ, đi chửi lộn tổ người ta chứ. Mình mà chửi oan cái gì mình cũng ức chứ đừng nói người khác. Đầm em đang mặc 60kg giả vừa thoải mái chị. Phương Hí là bưng kè, không phải khách tỉnh đâu nha. Bưng kè em ơi, ghi bưng kè. Rồi comment giúp em nha mọi người. Màu giúp em nha. Rồi quần này để mọi người 169 còn mấy cái à. Cái quần này hết rồi hả? Đủ size SML còn mấy cái à. Quần này hàng mắc lắm luôn đó mọi người. Em thề mọi người cầm cái quần này, mọi người nói là hàng dưới 300.000 em làm con luôn đó nè. Từ form cho tới chất nha. Xịn sò như thế này 159.000. Đầm bí màu hồng của Bella Bella. Đầm em đang mặc bao nhiêu ký cũng vô được á. Bí vàng. Ok Huyền nhá, bí vàng của Huyền. À cái đầm bí này nó đẹp lắm luôn đó mọi người. Thề với lòng luôn á. Em cầm cái đầm bí lên mà em nao lòng. Rất là xịn sò luôn nè mọi người. Những cái nổi cái mạc thôi mọi người thấy xịn không? Xịn lắm luôn á. Hàng Quảng Châu á. Quần SML cái này em xem mọi người 159.000. Còn mấy cái à. SM với L hộ em nha. Ngọc Duyên lấy cái gì chị ơi, lấy màu gì? Quần size S của Mito co giãn nha mọi người đẹp. Cái này 195.000 á. S của Quỳnh Như Trần mà em sale còn 159 nó 160 á. Sale 160 mấy chị luôn. Ok chị Hạnh nha, tại buổi chiều em hay về ăn cơm á mấy chị ơi. Ngày mai chị ghé thì từ sáng tới chiều em mở cửa hết. Ngày chốt đơn em mở cửa 24/24. Mà còn ngày live á, là buổi chiều em hay về ăn nhà ăn cơm đó. Quần là size S, size M, size L. Em nói thật trong tủ mấy chị đừng có bỏ qua cái quần này. Cái này là khuyên chân thành nhất luôn đó mọi người. Tại vì form nó đỉnh lắm luôn nè. Form 3 nút nguyên cả cái cục mỡ của mấy chị ở đây là mất hết luôn á. Nếu mấy chị mặc cái quần này tại nó bo vô mọi người. Mà nó thoải mái, co giãn, mày hàng rẻ đâu. Quần xịn lắm. Size S của Hoài Thương. Bữa em nhận quần bên chị vải đẹp nhức nách. Đồ bên chị hàng hàng quần là mắc lắm. Quý Phượng L. Màu chị Kiều Phạm. Chị Ngọc Duyên ơi lên cho em địa chỉ nha. Đầm hai cái. Màu đỏ với đen gì gì. Đầm đỏ với đen là đầm nào? Ủa bà gì ta? Bà Ngọc Duyên là quần đỏ với đen là, đỏ với đen. Quần M Thanh Thúy. L của Hương Ngô. Hả? Coi trong còn không em ơi. Ê đưa chị cái phiếu của chị mà chị chưa đưa ra đây. Cái phiếu đây. Đưa phiếu của em là Ngọc Duyên. Chị Ngọc Duyên comment giúp em là lấy hai cái. Là lấy hai cái gì? Đầm em mặc là màu. Làm gì có màu đen. Quần S của Phương Hí. Quần S của Lomi.
rồi đâm hết con S của Yến Mai 54 ký mặc size M, em hết L rồi mấy chị. Chị Ngọc Duyên ơi, comment giúp em là đầm em mặc có 3 màu, không có màu đen, màu hồng, màu vàng với màu xanh minh, không có phải màu đen đâu. Trời ơi, lộ rồi, bỏ thì bồng tuyền lên để chị. Tí nữa em lên màu đen cho mấy chị nha, đợi em xíu. Màu em đang mặc của Ngọc Duyên, size M của Huệ Ngô, vỏ thì mộng tuyền lên để chị. Chị lấy một màu em đang mặc thôi đúng không? Không có lấy màu vàng với màu xanh minh đúng không? Phải xóa phiếu này nha. Huệ Ngô có quần rồi, em quần em sale 100 lấy cho chị màu đen ra đi. Còn hả chị? Còn một L hả? L hay là gì vậy? L cho Ngọc Huệ. Ok, chị Ngọc Huệ có L, có L rồi đó chị Huệ ơi. Rồi em còn M, S, M thôi, hết L luôn rồi. Đưa chị cái màu đen á. Đấy, em chọn màu đen chị Ngân. Rồi comment giúp em nha, màu giùm em. Mộng Tuyền là size S, ok em. Em nói thật mọi người mua quần bên em đi, hồng với xanh min. Cho chị Ngọc Duyên thêm cái xanh min nữa này, có hồng rồi. Ờ. Rồi comment giúp em nha. Cái quần này là đỉnh nhất luôn đó mọi người, trong tất cả quần không đai không qua quần này đâu. Bao nhiêu cái cục mỡ mà mấy chị nằm ở đây là lên cái quần này nó hết mất hết luôn. Không tin nghe lời em đi, mấy chị mặc cái quần này không đẹp, inbox liền trả hàng liền, mặc dù là hàng sale á. Em dám khẳng định cái quần này là quần xịn nhất xưa giờ Trung bán, mà em bán sale mọi người có 159.000 thôi đó mọi người. Bao lỗ luôn á. Chị Hương Ngô có quần không ta? Có chị Ngô, Hương Ngô có. Rồi em còn màu đen này. Màu đen thì em còn đủ size luôn. Màu đen giùm em. Đáng lẽ là em không sale quần này, nãy em đưa ra, em đưa vô một lần rồi đó mọi người, mà giờ em để mấy chị, em để sale mấy chị luôn. Size M nha Hồng Nhung ơi, 49 kg là chị mặc size M thôi, mặc size S không có vô đâu. Mặc size M nhá, 47 kg rồi xuống là mặc size S, 53 kg, 54 kg rồi xuống là mặc size M, và 59 kg rồi xuống là mặc size L. Ai, em còn đen này, ai lấy đen kèm size. Em nói thật, cái quần này nó quá đỉnh luôn đó mọi người. Cái đai này, nhìn cái lưng mọi người rất là nhỏ luôn. Nhìn cái phần eo của mọi người á, nhỏ lắm. Nhỏ xíu luôn á. Rồi comment giúp em là đen SML. Lấy thêm mà mặc mọi người, tại vì hàng này rất là xịn. Màu này là màu xanh. Dơ màu xanh mọi người còn hỏi màu gì. Em dơ cái quần, mọi người còn hỏi quần đó màu gì nó xịu. Màu đen của Hồng Nhung. Cái này comment giúp em là màu đen không có đổi nha. Hàng em sale lỗ không có đổi đâu mọi người ơi. Có lấy thêm màu thì lấy chứ không có đổi đâu nha. Ai mà ngày mai mà thấy đổi trả xả quần này là em hủy nguyên cả like luôn á. Hủy nguyên cả đơn luôn á. Tại quần này em không có lời mà sale lỗ mọi người. Đen kèm size giùm em. S của Trần Nhung. Đen L Phạm Ngọc Nhi. Ok. Em Hoài Thương nha. Đúng rồi, đầm chị mặc là đầm bí. Li ti lên để chị đen M của Thùy Dung. Li ti lên địa chỉ giùm em, đen kèm size giùm em, còn xanh vẫn còn M, SM. Đây là còn đủ size SML, đen size M của Anna Đặng. Má màu nào cũng đẹp hết đó mọi người, má cái quần này mọi người ơi, đã không? Má em nhìn cái bản quần là em ghiền luôn đó mọi người, nhìn cái bản quần giùm em đã không? Hồng Nhung ở bưng kè. Chỉ size M màu xanh của chị Ngọc Minh Châu. Tao comment kỹ nha, quần là dễ lộn nhất luôn á. Hồng Nhung là bưng kè bỏ ra riêng đi. Không có đổi chị ơi, hàng em sale không có đổi nha. Li ti, riêng cái quần, riêng hàng sale là không đổi. Quần M của chị Li ti, quần đen đúng không? Li ti là quần đen đúng không? Cái đầm em mặc đổi xíu đi, tí này em mặc lên màu khác cho mấy chị coi. Cái đầm này là đầm thằng mắc đó mọi người. Bán có 115.000 thôi đó. Rồi ai lấy quần nữa ghi giùm em là quần kèm size và kèm màu. Màu xanh em còn mỡ, đưa chị màu xanh đây. Xanh em còn lấy một set sọc Mỹ Linh 129.000 đầu like. Màu xanh này em còn ML thôi nhá. À lộn, còn SM. Màu xanh là còn SM. Còn màu đen là còn đủ size S, M và L giùm em nha. Này là em còn đủ size này cả nhà. Cái này em sale còn 159 là 160 á. Bình thường 185 á mọi người. Không có giá này đâu. Này, nó dày mà nó xỉn ở đây, nó theo cho mọi người luôn. Comment giúp em nhá. Xanh S của bà Thắm, L đen của chị Sơn Thị Lài. Rồi xanh em hết S luôn. Rồi xanh còn M, còn đen còn đủ size SML nha.
Jenny Hoa gọi thuê bao. Hôm qua giờ gọi chị muốn nát cái điện thoại luôn mà thuê bao hết. Xanh hết S rồi. DNL Trần Thị Hoàng Hoa. Một xanh một đen em mời chị Candy Vũ. Trần Nhung hết xanh xanh S rồi chị ơi. Em còn xanh em M thôi. S có thể mặc M được, M có thể mặc L được. Nói chung là chị có thể căn size. Đấy nó co giãn đấy. Nó co giãn đã lắm luôn đó mọi người. Xuống lắm luôn nó thiệt á. Cái mạc Mickey này xưa thì em bán 185.000 không à. Không bao giờ bán xuống luôn đó mọi người. Mà nay sale mọi người 160 á. Tại sắp lễ rồi em cũng sale kho cho nó gọn nha. Lên thêm xanh M nữa nha. Bưng kè xanh em M của Hồng Nhung. Hồng Nhung bưng kè. Mua quần nhà em một lần đi rồi ghiền tới già luôn mọi người. Năm ngoái một Mỹ Linh có xếp xong rồi. Năm ngoái em bán một cái Tết á. Em bán không biết một tuần em bán hết gần 10.000 cái quần đó mọi người. Kinh khủng không? 10.000 cái quần đó. Gần Tết em bán quần kinh khủng lắm. Đấy ai cũng đổ xô vô mua em quần hết á. Quần nhà em toàn 1XX nhưng mà hàng là hàng 300 mấy á. Không tin mọi người coi lại những cái like hồi Tết là mọi người biết một ngày em bán bao nhiêu cái đồ á. Bao nhiêu cái quần á, dài, ngắn, sọc, tùm lung hết á. Rồi comment giúp em nha, màu. Xét dập ly có màu hồng phải không em, xét dập ly nào bà. Rồi comment giúp em nha, quần ai lấy được ghi giùm em. Thuê bao em không có gửi hàng được chị ơi. Số điện thoại thì thuê bao từ sáng tới chiều, từ chiều qua ngày mai, qua ngày mốt, làm sao mà gửi hàng được. Ship gọi tới thì cũng thuê bao, làm sao mà giao. Tôi cho bồ câu dao mấy chị ạ. À. Rồi set 2 giây giùm em. Được mấy set vậy? Ok. Đấy chị màu hồng đi. Không giao được. Em lại với chị á, những cái chị nào mà thuê bao là cho em hủy đơn hết đi. Em hủy đơn cho mấy chị khỏi mua luôn. Những hàng mà toàn gọi tới thuê bao thì em chịu á. Em không có khả năng ship hàng mấy chị gọi từ hôm qua tới hôm nay tới tối nay mà thuê bao hết cả mấy ngày trời làm sao mà gọi hàng giao hàng với chị được. Điện thoại với chị mà không để chế độ thì mấy chị cho số điện thoại chồng đi. Em điện thoại lúc nào em cũng không để chế độ im lặng hết á. À, lúc nào cũng không có để chế độ ấy hết. Nhưng mà em cho được số điện thoại chồng chắc chắn nhất. Rồi màu dùm em dung nha. Chị lộn số điện thoại rồi. Jenny Hoa còn đơn ở phía trong không em ơi? Gọi lại số điện thoại này cho bà này. Ghi đổi số điện thoại trên bọc luôn. Má ơi set này. Này chị xem bao nhiêu ta? 110.000 109.910 mọi người. Đẹp không? Rồi comment comment cho em là màu nha. Thấy cái gì ở trong là lạ vậy ta? Còn không em? Phải xả luôn rồi. Thế ba lại xả hết rồi. Gọi 2-3 ngày liên tiếp rồi. 2 ngày chứ. Hôm qua tới sáng nay. Má đẹp quá. Xe này đẹp quá. Xe lại 109 135.000 xe 109 nha. Comment giúp em màu hồng em là hồng đậm, hồng nhạt. Chị Thúy comment lại màu giùm em đi. Rồi cái này là màu xanh, xanh min á. Má ơi set này. Bà nào mà hay đi tập gym á mọi người. Trời ơi. Này hàng xịn không? Comment giúp em là màu. Cái đai quần mấy chị nhìn là mấy chị biết hàng mắc không rồi. Cái hàng rẻ xanh min. Màu cam. Xe 109 màu cam với màu nâu hết. Có mấy set à? Comment giúp em là màu nha mọi người nhá. Hồng thì hồng nào? Comment rõ giùm em nha. Cái này cái áo xịn không? Hồng đậm của chị Thúy. Comment giúp em là màu số điện thoại nó xinh quá mọi người ơi. Sang không? Comment giúp em là màu nha mọi người nha. Chị gọi lộn số điện thoại. Trời ơi. Mấy chị cho chị một cái phiếu đi. Chứ chị gọi chị tức lên, chị quạo lên mất công chị chửi nữa. Nè. Điện thoại lộn hay không thì ví dụ như đây, đây là em đang ví dụ chị Trần Oanh Oanh nha. Số điện thoại mấy chị comment lên. Em không có tự lấy điện thoại mấy chị mà em đi bấm số điện thoại mấy chị được. Mấy chị cho sai rồi mấy chị còn kêu em cho chị gọi lộn số điện thoại. Do em hết, bao nhiêu cay đắng này em chịu hết mấy chị đi. Nó đỡ mệt. Mệt mỏi lắm luôn rồi. Nâu của chị Siêm Phạm Phạm, đang mặc của Nguyễn Diệu. Quần bò ngố còn không em? Em còn L thôi chị. Cam của chị Thanh Thúy.
mấy chị cứ đổ thừa hết cho em đi, bao ở đằng trong còn sát ở trong luôn, đi thẳng vô là ngay cái chỗ đụng cái mặt luôn ở dưới á. 3, 5, 4, 5 siêu sản phẩm có rồi á. Màu này màu nâu á mấy chị, màu nâu là siêu siêu trắng da luôn. Comment giúp em là màu. Bữa ba màu này rồi, gặp bà bận nữa lại muốn mua thêm. Ừ, cái này xịn lắm mọi người ơi, đẹp lắm nè. Mặc lên cái người, cái body mình nó đẹp ơi là đẹp luôn á, thiệt. Em mặc cho mấy chị coi cái màu nâu này, màu nâu đẹp lắm. Ê, có màu đen nữa kìa. Đưa chị cái màu đen đi. Màu đen có set hả? Màu đen có set à? Má ơi, set đẹp ha mọi người ha, phải thừa nhận cho em không? Em sale có 109, nó có set màu đen duy nhất à? 2 set màu đen. Đẹp lắm, mọi người cầm cái chất lên á, đã lắm luôn đó mọi người, sang không? Comment giúp em là màu nha. Đây là màu đen. Em mặc màu nâu tây cho mọi người chiêm ngưỡng. Màu nâu tây đẹp lắm. Màu nâu đậm, cái lộn. Rồi comment giúp em nha. Cái này là màu nâu đậm. Nó đẹp quá mọi người ơi. Comment giúp em là màu nha. Quần jean xanh size S. Hết xanh size S rồi. Còn đen thì còn size S thôi. Hết xanh size S rồi mọi người ơi. Màu đen thì còn size S nha. Cái bộ này mấy bà không mua rồi, mấy bà hối hận á. Em nói thật, quá xịt luôn á. Có 110.000 này. Mặc ở nhà cũng đẹp. Riêng cái quần ngố này về phối ra riêng được này. Áo này về phối ra riêng cũng được. Chỉ thêm xanh siêu phẩm phạm nó đẹp ha, sao không xinh lắm. Màu này màu màu hồng đậm, màu đen, màu đen nó chất đã lắm mọi người. Nhìn cái đai quần đã không, đai quần xịn lắm luôn, mặc êm lắm. Rồi cái này là màu màu cam, ai thêm thì thêm lẻ đi mọi người, chứ hàng này là rất là xịn luôn. Ở ngoài không có cái giá này cho mọi người sờ tới đâu, tầm phải 220 đổ lên một set ạ. Rồi comment giúp em là màu xanh min, màu hồng nhạt. Comment giúp em là màu nha. Rồi comment giúp em là màu kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Đây. Đó, ai lấy thì ghi giùm em là màu. Comment giúp em là màu nha mọi người ơi. Rồi qua mẫu. Đưa chị cái set 2 dây loang đi. Rồi xả 2 dây loang nha mọi người ơi. Mệt quá. Thêm cam cho bà Diệu Nguyễn. Màu em mặc là màu nâu quá mọi người, xinh ha. Trời ơi, cái này đẹp quá. Rồi mẫu này giùm em. Rồi set loang 149.000. Hết rồi đúng không? Em xem mọi người 135, còn có 2 set à. Set loang á mọi người, set loang 2 dây mọi người hỏi nhiều nhất á. Cái này trong trong khách không nghe máy cũng mới set hết rồi đúng không? Rồi ai lấy ghi giùm em, set nâu của Hoài Thương Dương. Nè, cái set 2 dây á mọi người. Cái này em khỏi lên đi, tại em bán chắc phải 5-6 ngàn set cái mẫu này luôn rồi đó. Set loang giùm em, set loang hồng còn mấy set à? 2 set à? Loang hồng giùm em, cái này hàng Quảng Châu nha. Loang hồng. Má ngồi vanh cái gì điện thoại. Loang hồng dùm em nha cả nhà ơi. Comment giúp em là loang hồng. Để mọi người trên like là 135.000. Dây này là dài co giãn tùy mọi người chị nha. Đó, áo là y chang như là áo hàng 3-400 luôn á. Áo này hàng rất là xịn nha. Nó may hai cái đường bên này. Rồi comment giúp em là set loang hồng dùm em. Loang hồng đầm bí 60kg. Đưa chị cái đầm bí này. Đầm bí cái này cứ xuống như đó rồi. Đưa màu. Cái đầm bí này em vừa mặc là bao nhiêu ký cũng vô được này. Cái đầm bí này ai nhìn thấy em vừa mặc này. Màu hồng. Màu hồng, màu vàng với lại
xác hồng của Lương Thị Ngọc Linh, hồng đậm á. Rồi cái này là màu vàng. Má ơi cái đầm bí này nó đẹp lắm luôn á mọi người, em thề với lòng luôn á. Màu xanh giùm em nè, nó lót một phát từ trên xuống dưới luôn, mấy chị thấy không? Nó lót rất là xịn luôn. Nãy em mặc rồi đó, siêu siêu cưng luôn. Cái này là màu xanh min. Comment giúp em là màu em mặc cho mọi người coi cái màu xanh min nhá. Ai đấy xem em mặc nữa không? Ai xem mặc đẹp quá mọi người. Đây mẫu này giùm em. Đầm bí này là siêu đẹp nha mọi người nha. Và nói không với hàng giá rẻ nha mọi người. Khá cưng quá, thiệt á. Cưng không? Màu giúp em nha, vàng hồng xanh. Má ơi, nhìn cái đầm bí mà muốn rụng nụ luôn đó mọi người. Xinh không? Rồi đầm bí giùm em nha. Màu giúp em, màu hồng này. Trời ơi, nó cưng. Màu hồng, màu vàng với lại là màu xanh. Xét mẫu này chị xem 110.000. Cái này là màu vàng, cưng lắm. Y chang, nói chung là mặc nó cưng ơi là cưng luôn đó mọi người. Thấy xinh không? Cái này là hàng Quảng Châu 100% mấy chị. Nhìn cái mặc của em này, mặc rất là xịn sò luôn. Thấy không? Rồi comment giúp em nhá. Màu vàng, hồng với xanh, nó đẹp quá mọi người. Đầm bí á, xinh không? Màu giúp em nha. Màu kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Đó, ai lấy đầm bí thì ghi giùm em. Cái này thì không cần nói số ký, tại vì đầm bí của nó là form của nó là siêu siêu chị. Mọi người đưa chị đầm baby doll đi vô. Comment giúp em là màu nha mọi người. Tương tác giùm em đi cả nhà ơi. Ngày nay chị lên mà không thấy thông báo. Xem ngô mặt nó lại 110. Cầm giùm chị đem không? Đưa cái đập baby doll màu xanh màu vàng đó luôn. Cái đập baby doll nó hôm qua chị xe bao nhiêu ta? Không. Bên kia. Sát ờ. Ngay tay luôn. Ba màu. Ngày hôm qua cái này bao nhiêu ta? 89 hả? Vào trong cái cục trong của nó coi coi giá bao nhiêu. Cái này lên còn ngố hết rồi. Rồi cái bồng này em sale 89.000 baby doll á, 125 sale 89 đi. Có mấy cái à? Đầm baby doll á, khá là cưng quá. Cái baby doll này sale 89 nha mọi người nha. Baby doll sale 89.000. Baby doll sale 89.000 cho mọi người nha. Đây màu xanh, màu vàng với màu đen, cái này hàng siêu xịn. Ở bên tay trái, nhìn bên tay trái. Rồi cái này comment giúp em nha, màu xanh, màu vàng với lại màu đen sale 89.000 luôn đi. 125 là bao nhiêu á, hay là 135 nhiều không nhớ nữa. Sale 89.000 cho mọi người nhá, baby doll đó mọi người. Ai lấy thì ghi giùm em kèm màu giùm em nha mọi người ơi. Kèm màu giùm em nha. Bao nhiêu á? 89k giùm em đầm xanh của Minh Thương. Cái này là sale rẻ mọi người, ai lấy thì lấy, có mấy cái à. Đen của chị Công Lý Nguyễn. Cái này đẹp lắm. Baby doll á mọi người. Cái đầm baby doll mà em bán cho mọi người nhiều lắm luôn á. Mà mẫu này rất là cưng luôn. Màu giúp em nha. Cho chị mặc màu đi. Mà 89.000 một cái đầm á mọi người. Cho chị màu màu vàng đi. Em mặc cho mọi người. Đầm dập ly 2 giây có nơ đằng sau còn màu màu đỏ. Xé chụp ly dài phía sau màu hồng của chị Vi Tường. Trời ơi má ơi nó cưng. 89.000 thôi đó. Rẻ không? Màu giúp em. Nó nhìn nó cưng. Mấy cái đầm baby doll dễ mặc lắm mấy chị. Rồi baby doll kèm mặt má cái chữ nó nổi ghê.
màu đen, màu vàng với lại là màu xanh. À, màu đen cũng đẹp quá. Màu đen vàng xanh có 89.000 thôi. Mặc ở nhà, mặc đi chơi hay là mặc đi đâu cũng nhìn cưng hết á. Màu giúp Dung nha. Ba màu hết rồi hả? Rồi comment giúp em đầm, đầm bí 115. Đây ai lấy đầm 89.000 comment giúp em đầm 89 nha. À, đầm này xinh mà mọi người, trời ơi thiệt luôn ấy. Dễ thương, dễ mặc. Cứ muốn chết luôn. Thế giờ mấy chị lên muốn lên cái gì giờ? Lên đủ mẫu đủ kiểu cho mấy chị luôn rồi đó. Ở đâu biết thích, mấy chị thích cái mẫu gì đâu. À nó bụi quá. Ai lấy mẫu này nữa ghi giùm em nha. Ê chị cái đầm đó đi. Chấm bài giùm em đi cả nhà ơi, đừng có đơ một dòng xong giùm em được không? Cái gì cứ tập chấm bài tương tác cho em mới dễ like. Vàng của Phương Bùi. Chấm bài tương tác em, ví dụ qua mẫu thì để biết qua mẫu chứ im ru không biết đường nào mò luôn. Dập ly đỏ, có cái nơ đằng sau á của chị Diễm Quyền. Hôm nay chị đi mặc cho. Đầm hoa em hết rồi, đầm hoa có mấy. Hả? Áo lẻ trưa mai đi mọi người. Trời áo lẻ nãy đầu like lên quá trời lên luôn. Lên đầu like đâu phải một tiếng áo lẻ rồi không vô chọn được giờ đòi áo lẻ đâu ra. Baby Doll hồng của Huế Anh 79 đó. À đâu? Baby Doll hồng là mẫu này đúng không? 125. Em lấy mẫu này đúng không về Huế ơi? Khá ơi. Rụng nụ luôn á. Cái này Baby Doll kèm màu giùm em hồng, xanh min. Cái này còn mấy cái à? Để 125 luôn nhá. Màu hồng. Cái này vải chuẩn Quảng Châu loại 1 luôn này. Rồi cái này là màu nude giùm em. Cái này có ít lắm. Ai dành còn dành có trước nha. Cái này có ít cực kỳ luôn đó mọi người. Em bán hết sạch luôn rồi. Cái này là màu xanh rêu. Xanh rêu, xanh min. Cưng không? Xanh rêu, xanh min hồng. Thế anh là lấy đầm này đúng không? Cái này là màu nâu. Đầm hoa yếm còn. Ai lấy mẫu này thì chốt giùm em nhá. À 125 mà cầm cái đầm lên nó xỉu ngang luôn á. Thế anh lấy cái này đúng không em ơi? Lấy thì ok giùm chị nha. Nè cái này là màu nu. Đẹp không? Má ơi nó xịn. Màu hồng. Nu hồng xanh min. Với lại là xanh rêu. Xanh min là xanh em đang mặc. Cái này là màu hồng này. Mang cái ống tay này mọi người. Đẹp không? Đẹp xỉu luôn á. Cái đầm này là mọi người biết sao không? Ai cũng mặc được. Thứ nhất là nó trẻ được cái người, thứ hai là làm cái cổ bèo nó rất là cưng luôn, thấy không mọi người? Xinh ha. Cái này ví dụ như mấy chị đi du lịch, mấy chị sống ảo á, đẹp lắm luôn. Comment giúp em làm màu nha. Siêu đỉnh luôn á. Comment giúp em làm màu. Cưng quá. Cái này là màu nâu. Nâu giùm em nhá. Kèm màu, kèm số điện thoại địa chỉ giùm em. Ai lấy mẫu này nữa không? 125. Nâu của công Lý Nguyễn. Các chị mua hàng chán quá. Lên đủ mẫu luôn á. Mà lên mẫu nào cũng che hết thì sao em biết lên mẫu nào. Lên mẫu nào cũng... Qua mẫu đi chị, qua mẫu đi chị xỉu. Muốn lên luôn á. Màu nâu của Ngọc Minh Châu. Chứ mọi người like đủ thứ mẫu trên đời thiệt á. Trong hot girl có một mẫu gì là em like hết cái mẫu đó thì mấy chị luôn rồi đó. Hot girl giờ nó đang hot cái gì là em like mấy chị. Không có thiếu cái gì nữa. À còn cái áo sơ mi phong đầm nó không ta? Đây nè, thẳng vô á. Còn một mẫu áo đầm sơ mi á mọi người. Với lại cái loại đầm sơ mi mà baby doll nó màu nâu với màu đen á. Đưa ra đây đi. Ai lấy đầm này nữa giùm em. Em có một cái mẫu đầm sơ mi này đẹp lắm. Màu muốn màu mặc ốm thì chị lấy màu nâu. Màu nâu là màu mặc ốm nhất. Màu nâu là màu nhìn cái người mình nó nhỏ. Rồi đầm sơ mi.
đầm sơ mi. Cái này ai có trước thì lấy trước nha, 115.000. Cái này bao bao đỉnh luôn, chứ không phải là đẹp nữa, không có xét ngố đâu chị. Mùa này em không về xét ngố, xét ngố bán 3 tháng gần Tết em bán quá rồi bán. Giờ về xét ngố là ế. Rồi đầm sơ mi dùm em. Đầm sơ mi này, cái này là đỉnh lắm luôn đó mọi người. 115.000 đầm sơ mi. Đầm sơ mi dùm em nha, 115.000. Ai lấy đầm sơ mi comment giúp em đầm sơ mi chờ nail 115.000. Này có 3 cái. Cái này là dành nhau á. Hôm bữa bán 125.000. Rồi để mọi người 115.000. Cái này là dành nhau thật đó mọi người. Đầm sơ mi. Comment giúp em là đầm sơ mi nha mọi người ơi. Hai sơ mi của Quỳnh Như, cái này hàng đang rất là hot luôn á. Hot cực kỳ hot luôn. Sơ mi của Thảo My, cái này đầm sơ mi không phải là áo thôi mấy chị nha, nó là phong đầm ấy. Đầm em bán bằng tiền giá áo cho mọi người luôn. Tươi Nguyễn đến số điện thoại địa chị. Không, có màu đen. Đằng sau có con vịt, cái đầm này hot lắm. Cái đầm sơ mi này hot lắm. Vỏ lý kim ngân á. Mọi người vào search đi vỏ lý kim ngân là sẽ thấy cái đầm này rất là hot. Vải đẹp lắm, vải sơ mi nha. Vải sơ mi nha mọi người. Comment giúp em là đầm. Vải xịt lắm luôn đó mọi người ơi. Đầm sơ mi dùng em. Sơ mi của Ngọc Linh. Màu đầm hồng của Trần Oanh. Phát lần được lần đầu tiên trong cuộc đời tối nay bật nhạc hay á, thiệt á. Ngày khác thì nhiều đấm vô mặt á. Đầm sơ mi của chị Tươi Nguyễn. Chụp, lấy điện thoại chụp vô thì mới nhớ được. Kim Lan Nguyễn lên số điện thoại địa chỉ. Em còn hai cái đầm sơ mi nữa là hết. Ai lấy đầm sơ mi comment giúp em đầm sơ mi rồi qua mẫu. Hai đầm sơ mi này mà mặc với quần sọc jean ở đằng trong má rồi nó đẹp thì thôi luôn á. Thiệt á mọi người, đẹp lắm. Rồi cái này là đầm baby doll sơ mi nữa. Cái này là em nói mọi người em về có 4 ri à mà thiếu đánh nhau luôn á. Em còn được 3 cái màu đen với 2 cái màu nu thôi. Đầm baby doll sơ mi á mọi người, gài chỉ cái nút ở trên này đi. Đầm đang mặc có 3 màu. Đầm đang mặc có 3-4 màu chứ. Đợi chị xíu cho coi màu. Còn trên ngố vừa mới bán sale xong luôn. Trưa mai có quần nữa. Trưa mai sale quần nữa. Trưa mai em sẽ dọn kho quần sale cho mấy chị buổi trưa nhé. Mai không có hàng mới. Rồi mai em sẽ sale quần thêm một like nữa cho mọi người. Quần còn nhiều lắm nhưng mà lúc tối em không có soạn ra hết được. Đây, chỉ còn đầm baby doll có là gì bà nội. Cái này là đầm sơ mi baby doll màu đen với lại màu nu, 129.000, 130.000. Comment giúp em là đầm baby doll sơ mi á. Rồi bà Kim Lan Nguyễn cho thôn mỗi thôn Phú Thịnh thôi, ai biết bà nằm ở đâu bà nội. Cho cái địa chỉ tiết kiệm ghê luôn đó trời. Đầm dung mặc có màu này. Màu dung mặc là xanh min. Màu này là màu xanh rêu. Xanh rêu, xanh rêu. Cái này là màu xanh rêu nha mọi người. Rồi cái này là màu nu. Màu nâu á. Má ơi màu nâu cưng quá. Màu nâu với màu hồng. Đó, có 125.000 mà xịn sò vậy đó mấy bà. Chịu nổi không? À, mình còn quần ống suông không? Đưa được quần ống suông ra đây. Đem xem mọi người mã quần này. Kim Lan Nguyễn là cái gì á? Kim Lan Nguyễn là đầm đang mặc của Kim Lan Nguyễn. Em xem mấy chị mã quần này nữa rồi em off. Trưa mai like tiếp. Em xem một mã quần này. Trưa mai xem nhiều đồ lắm mọi người. Trưa mai là mẫu lẻ là nhiều lắm luôn á. Màu hồng. Đầm em đang mặc đẹp lắm luôn á. Có dây chuyền có bán. Cả dây mai. Cả dây chuyền cả mặt là 27 đến 28. 27.000 đến 28.000 á. Đen với nu của Quỳnh Như. Bà nổi bà hỏi ác ghê á. Má ơi kiếm cho chị cái quần đi. Trời ơi.
Quỳnh Như là, Quỳnh Như ra phía cho ta. Quỳnh Như là đầm màu đen với màu nu á, cái đầm sơ mi ấy em. Ai muốn ra quần jean không nè, trời ơi nghe nói quần jean cái ao ra hết vậy. Rồi mấy bà ơi kiếm cho tôi cái áo để tôi mặc nè, ngồi cãi nhau cái gì vậy. Lấy cái áo loang á em. Lấy cái áo loang á, set áo loang á. Hai đầm nu chỉ mặc của Hoàng Duyên. Thật xinh quá. Em đợi cái áo mà em muốn tận luôn đó mọi người. Đưa cho chị cái áo màu màu cam coi. Qua nha. Đầm chị mặc xanh miên của Phương Nhi. Lên quần jean đi chị. Trời ơi chia sẻ lại cho chị đi. Trời ơi tự dưng thấy ao ra hết. Buồn một dòng xong. Mi mua 27 trả. Nhìn ra tao mua lại 5 triệu luôn. Mi bán không dùng không. Mua à. Kéo cái dây kéo mày cũng không kéo cho đàng hoàng. Thì người ta váy hồng chị mặc của Nguyễn Kiều Như, đang mặc của Hồng Thị Ngọc Nguyễn Thị. Thì người ta không làm được móng tay đẹp của người ta rồi á hả? Rồi ấy hả? Thì mình là xanh cái màu vừa mặc ra ấy mấy má ơi. Quần SML sale 149 luôn. Quần này đem sale 149 luôn nha mọi người. Hả? À, còn SML đủ đúng không? SML áo 85.000. Comment giúp em nha. Quần là size S, size M và size L. Áo là 85.000 có hai màu đen với lại là đen với lại là màu má ơi, đẹp quá, nhìn chất quá mọi người ơi. Comment giúp em là quần kèm size 149 phát. Quần này đỉnh lắm luôn á mọi người, thấy cái phong quần đỉnh không? 185 sale còn 149. Quần em còn nó mấy cái à? Quần kèm size và áo kèm màu nha mọi người nha. Áo nó có hai màu, đưa chị màu áo. Áo là gồm áo ống, áo hai màu của chị Thúy. Quần kèm size và áo kèm màu giùm em nha. Quần size S của Quỳnh Như Trần. Quần này là siêu đẹp nha mọi người nhá. Nè, form rất là phong suông. Đẹp không? SML áo hai màu. Sẽ đem đi sau thử rồi em. Em qua like trước coi giùm chị đi. Đừng có hành chị lên chị xuống là chị xỉu á. Đã thử hết rồi á, thử 3-4 lần rồi đó. Áo là hai màu đen với lại là cam.
ơi, đứng hành em đúng rồi, một set em lên 80 lần chắc em xỉu á. Rồi comment giúp em nha. Quần là sale lỗ luôn 149, còn áo là 85.000. Áo là kèm màu và quần là kèm size. Các quần đẹp quá mọi người ơi, quần lên form đỉnh luôn, ghê luôn á. Hai đen một cam một quỳnh như áo. Ok chị Thúy có hai rồi đó. Má cái áo nó xịn ghê mấy bà. Này nhìn cái áo này xịn không? Áo siêu xịn luôn. Còn một cái đen thôi, áo cam một quỳnh như trần, áo thường lê kèm màu giùm em. Quần đẹp quá mọi người ơi. Áo kèm màu và quần kèm size. Xinh quá. Ai muốn lả lơi tí xíu nữa mấy chị cột cái dây ở đây. Áo cam một thường lê. Lấy cho em một quần, quần 51kg size M của Thanh Ngọc. Xinh quá, nhìn như con điên luôn đó trời. Nó làm hồi tóc nhìn như con điên. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Áo kèm màu và quần kèm size. Quần này 57kg đổ xuống mới mặc được size M, size L nha mọi người nha. 58kg không mặc quần được size L đâu. Mắc quần này đỉnh lắm luôn đó mọi người này. Cái phong quần này đỉnh không? Áo kèm màu và quần kèm size giùm em nha. Mà áo đẹp ha. Áo này mấy chị mặc với là quần gì ta? Quần thần thánh cũng đẹp. Cái quần quần thần thánh nhá. Ai không thích cái dây này thì về cắt cái dây mà xem để cửa cạnh, để cái dây để lúc nào mà buồn chồng á, có cái để mà thắt. Rồi ai lấy áo nữa ghi giùm em là áo và quần. Má áo đẹp quá mọi người ơi. Giờ chỉ cái nón két đây. Nón này ai lấy nó không có 79.000 nha. Áo ca một Thanh Ngọc. Ừ nguyên cả set này đẹp với em. Lấy nguyên cả set này đi nhậu cho trai nó mê. Là đi nhậu là đẹp quá. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Áo kèm màu và quần kèm size. À, quần này rẻ lắm mọi người, quần có 159.000 thôi đó. À lộn, 149.000. Quần là em sale rẻ cho mọi người luôn á. Thanh Ngọc bưng kè, Thanh Ngọc bưng kè. Quần với áo luôn á. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Áo của Hân Ngọc dồn. Áo 85.000 nguyên cả con set là như thế này luôn này. Thấy không? Xịn không? Áo người ta xịn như vậy, áo đang mặc. Quần là SML giùm em. Quần là còn đủ size á, nhưng mà xem mọi người SML luôn. Ủa hôm mét đầu của bà được ba mang 14.800 á chị. Không biết bát bao nhiêu luôn á. Cái hôm mét của em là hàng Line out luôn á. Mọi người có thể check ra số tiền luôn. Nè, có cái kia 15.000 đang được vứt ở trong chỗ kia kìa. Ai mà mua Hermes của em đưa giấy tờ với lại là bill em mua hết cho mọi người coi nha. Chứ không phải là nói deal giá đâu. Tất cả đều có bill và giá tiền in ra hết á. Rồi comment giúp em nhé. Nón có hạ, nón có một màu thôi. Nón có một màu. Nhưng mà nó hai kiểu. Cái này là của em là màu của em là nón két, còn cái này là nón nón gì đây trời? Nón tròn. Tròn huyền tròn. Thôi bà mua mấy cái mà 400-500 xài đi. Trời ơi tiền đâu. Mua cái đó về con đói không có sữa mà uống luôn á. Em ngửa ngửa em mua vậy chứ em có đeo bao giờ đâu. Đeo đi du lịch Đà Nẵng có bữa. Đang vứt ở nhà mẹ. Lấy em cái quần size S Lily Trang. Julie Trang. Cái này là quần ống suông, ống lê đâu mấy bà. Quần ống lê thì để trưa mai Dung lục kho đã. Coi còn cái nào không Dung để cho. Rồi comment giúp em là màu nha. À, áo thì kèm màu. Áo thì có Dung có một cái màu đen nữa là hết. Còn quần là size S, size M và size L giùm em. Mắc quần này xịn lắm mọi người này. Quần là auto xịn luôn á, mọi người thấy không? Để nhau. Quần là xinh. Quần này lên form á. Cái chân của mình là siêu suông luôn á.
không có thấy ấy luôn đó mọi người, không ví dụ chân nai cong cũng không thấy luôn, đẹp lắm, nói chung là xuất sắc luôn, không có chê được cái gì hết á. Tiên Thùy lên địa chỉ giùm em nha, Tiên Thùy lên địa chỉ, cái mẫu này là đẹp lắm luôn đó mọi người, xịn ha. Comment giúp em là màu. Rồi ai lấy nữa không? Offline trưa mai like mấy chị ơi. Trưa mai em soạn mẫu ra cho. Trưa mai em sẽ like cả quần cả chân váy. Nó là 79.000. Thêm một quần size S nữa nha chị của Julie Trang. Mua tầm 3-4 triệu thôi chứ không xài 4-500, chứ tôi không có tiền mua một mấy triệu. Bát cái đó không bát mấy triệu được đâu mấy chị ơi, em đã xài đâu. Mọi người mấy cái túi đó đâu có dám đưa ra bát đâu mọi người. 48kg mặc size S. 48kg mặc size S đó chị. Rồi comment giúp em là màu. À, chị gì đó, chị Tiên Thùy lên địa chỉ giùm em nè thì mới ra đơn được. Mét 54 thì mặc size M. Mét 54 48kg là mặc size M nha. Tại vì em là 48kg mà em mặc size S mà em 6, mét 6 là. Mấy chị là phải kèm size, kèm màu giúp em. Hát ngứa quá. Rồi ai lấy là ghi giùm em, ọp cho mấy chị ơi, soạn em ơi. Em ra ngoài, em nghỉ, bây giờ nghỉ, em có. Rồi, ai làm gì làm đi. Ơi, còn được mấy cái áo khách cũng trừ cho mình rồi, áo ghê. Tiên Thùy là áo áo cam với quần size S. Em để cái set này em mặc luôn đẹp quá. Trưa mai coi một like nữa rồi mới đi đơn nha mọi người. Trưa mai coi like nữa là chốt hết đơn. Xong rồi nha. Xong rồi là em đi đơn và em off. Em off ngày mốt, không biết ngày kia có mất nữa hay không. Ngày mốt là em phải off để ngày mốt mất điện quần size S của Huyền Trang. Ngày mốt mất điện, không biết ngày kia nó có mất điện hay không. Chán lắm, tuần này nó mất điện tới 3 ngày mà nó chưa thông báo chính xác là ngày mốt là chính xác là ngày 20 rồi. Mà còn 2 ngày kia thì nó không biết là ngày thứ 7. Ê, có một cái phiếu gì bung ra kìa, trên cái quần kìa, luôn. Đó, phiếu bung ra của cái nào vậy? Đó, 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 đó. Rồi áo cũng rớt ra luôn kìa. Phiếu bay tùm lum. Cái áo của Tiên Thùy đâu? Mấy đứa này nó dục đồ. Bỏ cái áo vô cho người ta đi ngày mai kiếm sao. Đó, dục đồ cỡ đó đó. Phiếu bay đường quần, đường áo, đường luôn. Má ơi, dục đồ siêu đỉnh luôn. Em lại mấy chị đẹp. Rồi, họp cho mấy chị ơi. Má ơi, răng nó đang đều quá trời. Tao cảm giác tội lỗi nên tao đá một phát răng không đều luôn đấy. Trưa mai nha mấy chị nha, trưa mai xả kho quần jean nha. Trưa mai là bát ngàn quần jean nha mấy chị luôn, chơi lớn luôn. Bác Pha là lấy quần size M đi, bác Pha là quần M á. Em 1m5 mấy thì mặc quần M nha bé ơi. Ok bé này, để lấy cái phiếu đằng sau đi. Quần size M. Quần này đẹp lắm mọi người. Nghe em về cái quần này mọi người xịn quá. Bỏ rác chứ làm gì nhét ra rác nha, đừng có vứt tùm lum, mai nó không có lấy rác nữa đâu. Rồi ọp cho mấy chị đẹp. Ọp ọp bye bye.